Bây giờ mình em view tiếp trong cái lô dây hợp kim ha của Thụy Sĩ. Nó nhiều quá các bác ơi, cho nên là hơi mệt ha. Ghi chép đồ lại giống thợ sợ lộ nói lộn nè, coi hết em mất bao nhiêu ngày coi rồi á, bây giờ lọc ra khu nào ra khu đó mà vẫn phải ha, không nhớ hết được. Dù các bác mua một hai con các bác nhớ được, chứ giờ em tới tâm con xem nhớ con nào ra con nào được. Về phải coi. Thì ở đây thì có 7 6 con dây hợp kim. Thì trong 6 con dây hợp kim này thì có một con này là không phải Thụy Sĩ, 1 2 3 4 5, con này là 5 con Thụy Sĩ, con này của Mỹ chính hãng ha. Con này là Invicta, Invicta là Mỹ chế tác luôn, Mỹ chạy máy chính hãng của Mỹ luôn ha. Chạy máy chính hãng luôn. Rồi tí nữa mình sẽ nói máy từng con rồi sau. Bây giờ cơ bản là tổng thể là 5 con này thì mặt cũng khá bự ha. Cơ bản là con này 40 nè. Con này là 40 nè, con này là 39 40 gì ha. Con One Time của Mỹ cũng vậy ha. Rồi, như thường lệ thì mình sẽ view cái mặt nó trước ha. Tổng thể con nào cũng đẹp hết. Ở đây thì có một con form vuông hình chữ nhật rất đẹp nè. Ha, mặt bự. Con này thì sỉ, con này Tudo thì sỉ luôn. Con này lắc kê toàn thân luôn, lắc kê mỏng. Con này thì One Time thì sỉ rồi. Rồi bây giờ mình coi máy của nó một chút, rồi sau đó là mình sẽ mô tả về cái tổng thể ngoại hình đó ha. Rồi mình coi máy nó một chút. Rồi ruột gan của nó đây. Thì trừ cái ông này của Mỹ ra, ông chạy máy Mỹ chính hãng nè ha. Mã máy của nó là NH35A. Máy chính hãng của Invicta luôn ha, sản xuất Mỹ, Mỹ sản xuất nguyên con. Thân dây rồi luôn ha, thân dây đóng logo nổi Invicta hết. Thì 4 con này còn lại là đều chạy trên một cùng một dòng máy ETA, máy 5 tầng của Rado ha. 4 con này 1 2 3 4 đều chạy trên cùng một dòng máy, thì chỉ có con này là chạy máy 2836 là máy vàng thôi. Con Thụy Sĩ quân đội nè. Ha. À, máy của Rado đó. Thấy chưa? Máy 5 tầng, máy vàng 2836, đời máy con này là 2836 ha. Đó, anh em quay hình thì sẽ thấy. Rồi, con mặt vuông này thì chạy máy dòng máy ETA 2789 5 tầng ha, 2789 rất đẹp. Máy sạch sẽ, thịt dày ha. 25 chân kính. Con này 25 chân kính đây nè. Nhìn dưới đời máy nó ghi là thấy chưa? 2789 nè. Đó, nó nằm dưới bánh đây là mình thả xuống nó che rồi đó đó. Thấy chưa? Rồi máy con này 2789. Máy rất đẹp ha. Dòng máy của Rado đó, 4 con này đều chạy một dòng đó nhưng mà khác khác mã thôi. Hai con này thì 2824. Hai con này thì máy giống nhau luôn, giống hệt nhau luôn. Ha. Con Tudo. Con này thì 2824, con này chạy 25 chân kính. Nói chung 4 con này con nào cũng chạy 25 chân kính, chạy cùng đời máy luôn ha. Cùng hiệu máy luôn, dòng ETA. Con này thì con Tudo này thì máy chính hãng của nó nhưng mà nó chạy trên máy ETA ha. Máy 2824 này Longines cũng dùng nè. Longines mà đời mới nó cũng dùng máy này nè. Ha, mấy con Longines đời mới bây giờ đó. Đây, rất giống máy ha. Đây nè, anh em thấy cái máy Longines bây giờ nó không giống vậy nè, máy 2824 nè. Rồi, cơ bản máy móc con nào là chuẩn con đó ha. Con này thì One Time này đúc nguyên con rồi cho nên anh em chịu khó coi hình thôi ha. Rồi, mấy con này đúc nguyên con là phải mở cảo. Rồi, bây giờ mình coi mặt trước của nó một chút nhé. Rồi, đây là tổng thể mặt trước của nó nè ha. Thì cơ bản là con nào cũng đẹp hết, chỉ có con Swift Thụy Sĩ này nè, quốc hiệu cờ quốc kỳ Thụy Sĩ nè, thì cái nước lắc kê của nó có hơi xuống một chút ha, nó hơi bạc một chút, nó đúng chuẩn cổ luôn, còn nặng chịch à ha. Thì là nó hơi cái nước lắc kê này nó hơi cổ, một là anh em về lắc kê lại vô tiệm vàng nó không bao nhiêu đâu ha, hai là đưa ra ngoài cho thợ đánh bóng vuốt luôn nó thành dây inox như mấy con này luôn, còn ba là cứ để vậy mà đeo ha, nó cũng chả thế nào nó tuột màu nữa đâu, này hàng Thụy Sĩ xịn mà. Rồi đó, còn lại tổng thể ngoại hình con nào cũng mới, con này thì nước vàng lắc kê vàng rất là đẹp ha, không bong chóc gì luôn, rinh nguyên con luôn, con Tudo này được chưa ạ. Thì mình sẽ đo về cái kích thước mặt của nó một chút ha, để mình đặt lại một xíu. Thì cơ bản là mấy cái form này nó to nhá. Rồi bây giờ mình đo kích thước mặt nó xíu rồi mình nói tiếp. Mặt thì
Mặt cuộn Invicta này là 40 nè ha, mặt rất là lớn, 40 không tính núm, được chưa? Tính núm nữa là thành ra là 44 nha. Còn forward quân đội Thụy Sĩ là mặt 30 37 ha, tính núm là gần 39 gần 40. Con này thì mặt 35, mặt ngang 35 mà mặt vuông ngày xưa là rất là to rồi ha, 35. Con Swiss Thụy Sĩ này cũng mặt 40 39 ha, 39 không tính núm. Còn con này chạy form Rolex thì size 36 thôi, theo form Rolex là size chuẩn rồi, 36. One time thì mặt mỏng hơn thì size 36 luôn ha. Rồi đó là kích thước của nó. Thì tổng thể thì mấy con này hàng nó rất là nặng, rất là chất ha. Con này của Mỹ thì anh em coi rồi ha, máy nó đây, lộ cơ chạy ba kim cửa lịch ha, kim châu rất là mượt nè. Dạ. Rồi đóng dấu toàn thân luôn, Inetta ngoại hình rất là mới ha, đóng trên thân dây luôn. Con này Mỹ sản xuất nguyên con, được chưa? Dây thì đờn mi, viền chỉ ngoài thì mờ, viền chỉ trong thì đờn mi bóng ha. Đây là đất bụi nè, lấy tay mình nhảy là nó ra thôi ha. Tổng thể ngoại hình rất là đẹp, được chưa? Kính thì kính cứng, không phải là kính kính lồi, kính cứng á, kính khoáng á ha. Rồi con thứ hai là con West and Watt, dòng của Thụy Sĩ quân đội ha. Con này thì có một cái vị trí lịch cười rất là đẹp. Con này quân đội sản xuất riêng cho quân đội nè, forward chiến đấu ha. Thì con này thì chạy dòng máy của ETA nãy mình coi rồi, dây thì dây inox, hợp kim inox ha, rất là đẹp. Ngoại hình thì không có đến nỗi cũ kỹ ha. Đây anh em cảm nhận nha. Rồi mặt có nhỏ hơn mấy con kia một chút. Rồi con này thì nặng bà thím luôn, nặng lắm, lắc không nghe tiếng luôn là biết rồi ha. Đó là thích đầm chắc thì lấy con này, mặt vuông cũng rất là hiếm gặp đây ha. Con này thì con Susanna Thụy Sĩ chạy máy thì 25 chân kính, tất cả ở đây chạy 25 chân kính dòng Incaplock hết. Incaplock là dòng chống sốc đó ha, đại loại là giống như là xe của mình có hệ thống ABS và không ABS gì đó, những dòng máy nào nó có Incaplock, đây là vậy là có hỗ trợ chống sốc nè ha. Con này thì rất nặng, ngoại hình cũng rất là mới, inox này inox bạc mờ bạc xước á, nhìn rất là nam tính và cổ kính ha. Rồi con tiếp theo là con Switch. Switch này là quốc hiệu Thụy Sĩ luôn ha. Con này thì như lúc đầu mình nói rồi ha, tổng thể là rin nguyên con, rất dày, rất đầm, nặng, rin nguyên con. Chỉ mỗi tội là cái dây này đờ mi của nó hơi có hơi ngã màu ha, thích thì lắc kê lại, chung khó tìm một con chuẩn như vậy lắm, không phải dễ đâu ha. Đeo là biết là hàng chuẩn rồi, hàng Thụy Sĩ, kim trôi mượt. Con này cũng chạy 25 chân kính, chạy dòng máy Incaplock luôn. Con này là 25 đúng rồi, 25 chân kính ha, dòng Incaplock luôn, dòng chống sốc á. Rồi kim trôi rất mượt ha. Dây thì anh em thấy rồi, mình nói rồi ha. Con này nếu mà được thì mình đi ra ngoài tiệm vàng mình lắc kê lại mấy cái dây này là đẹp luôn á, không có nhiêu đồng hết á ha. Còn lại khung sườn của nó rin hết, rất là chắc chắn. Rồi cuối cùng ở bên con thứ năm là con Tudo. Con này là lắc kê nha, chứ không phải xi mạ đâu, nó lắc kê, nó lắc kê mỏng á ha, cho nên cái nước màu của nó còn rất là đẹp. Con này thì chạy trên form Rolex, y như Rolex thôi, chạy máy thì máy chính hãng Tudo luôn ha, dòng máy ETA, kính dày, có kính lúp. Ngoại hình tổng thể con này cũng còn khá đẹp mới nè, hiếm mà gặp con Gold nào Thụy Sĩ mà nó còn giữ được nước như vậy lắm ha. Chạy trên form Rolex y như con Rolex nè, thấy chưa? Chạy trên form Rolex, chỉ khác em Rolex mặt cười thôi, form giống nhau ha. Rồi cuối cùng là con One Time. One Time này là nói chuẩn thương hiệu là của Mỹ, nhưng con One Time này nó có ba cái điểm nhấn mình phải nói anh em dễ hình dung ha. Kim châu rất mượt ha. Con này thứ nhất là đúc, toàn thân đúc ha, chuẩn nguyên con luôn, thông số kỹ thuật ghi trên dưới đây. Thì con này nó tạo điểm nhấn là nó đính ở ba thẻ thỏi vàng đúc nha, vàng này vàng đúc chứ không phải là vàng 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 bọc đâu. Thì một cái miếng ở đỉnh 12 giờ, một miếng ở đỉnh 6 giờ. Cái này chắc cỡ đâu 10K hay 14K gì đó, mình không biết chính xác được ha. Nhưng mà thường là chắc cỡ đâu 10K, 14K gì đó, thường ở đúc là cỡ đó ha. Thì trên đây một miếng nữa nha. Thì là đây là cái điểm nhấn của nó, có ba thỏi vàng vậy thôi.
Ngoại hình con này đang rất đẹp, rất mới luôn ha. Đeo con này cũng sang, dây này dây của nó luôn nè. Khóa rin rồi ha. Rồi, anh em quan sát lại một lần nữa ha. Quan sát lại một lần nữa 6 con. Được chưa? Tổng thể ngoại hình 6 con thì đẹp hết. Trừ cái con này thì nó có dây đờ mi, có mình có nói rồi ha. Có ngả màu nhẹ một chút. Thích thì chơi. Chứ tìm đâu ra mà một cái con chuẩn thị sĩ mà giá như vậy đúng không? Mình phải chấp nhận cái giá trị phim phím thì mình chơi. Không có thì mình chọn con khác. Rồi con số 1 của Mỹ Invita. Số 2 là thụy sĩ quân đội. Số 3 là Susanna thụy sĩ mặt vuông. Số 4 Swiss mặt tròn dây đờ mi. Số 5 Tudor bản Lucky Gold nè. Số 6 One Time ha, One Time thụy sĩ. Rồi anh em về giá thì anh em tham khảo giùm ở dưới cái phần video có phần mô tả sản phẩm, mình để giá ở dưới đó ha. Anh em chốt con nào thì gọi trực tiếp cho mình. Tiện thể đây mình nói luôn, trong quá trình mình lên video hoặc là mình lên up tin thì hầu như là mình chốt qua cuộc gọi chứ mình không có để ý đến tin nhắn hoặc inbox đâu. Một số anh em nào muốn nhanh thì gọi cho mình ha. Mình cũng bán offline không bán online, cho nên là mình không có view trực tuyến mà mình chỉ view lại, mình làm video xong mình up lên là thời điểm đó là mình không có view trực tuyến, cho nên cần cái gì anh em cứ cứ gọi trực tiếp ha. Rồi mua con nào thì đề nghị là khi chuyển tiền hoặc chuyển cọc thì anh em cố gắng là ghi cái mã cho mình. Rồi mình nhìn lại lần cuối ha. Kim con nào cũng cho rất mượt ha, chạy một vòng máy. Con này thì để mình coi mình lắc nó mấy nhịp. Rồi kim chạy rồi ha. Rồi con này kim chạy rồi. Rồi cơ bản là đẹp hết á ha, không có quá mức độ xấu xí đâu. Con này thì nó hơi tuột màu một chút thôi, đời cổ mà. Rồi vậy nhá, anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình. Rồi chào mọi người.